thì bản thân mình cũng suy nghĩ rất là nhiều rằng là thực sự là mình có nên tiếp tục cái series này hay không, tạm ngưng cái series của mình lại. Sau 2 tuần ngưng tung các phần mới nhất về series drama Trà Xanh, Vô Kể Chuyện mới đây đã đăng clip bày tỏ sự phân vân có nên ra tiếp tập 28, đồng thời giải thích một số thắc mắc của dân mạng về tình trạng hôn nhân cũng như sự tha thứ của em gái cô dành cho chồng cũ là như thế nào. Thì có một vài sự việc như thế này, mình cần phải giải thích ở trong video này. Mình thấy mọi người hay có một cái thắc mắc chung, đó là mọi người thắc mắc rằng là hiện tại cuộc sống của em gái mình nó đang như thế nào. Em gái mình và chồng của em gái mình hiện tại đã ly thân hay là ly dị, hay là quay lại với nhau, hay là không còn đi tiếp với nhau nữa. Mọi người rất là thắc mắc về cái vấn đề này. Và từ thắc mắc thì đi đến những suy diễn nhiều khi là hơi sai lệch sự thật một tí. Thì như mà mình đã kể trong series chuyện của mình ý, thì là em gái mình lựa chọn tha thứ. Nhưng tha thứ này không phải là tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm, tha thứ để mà về sống chung lại với nhau là hoàn toàn không có nha mọi người nhá. Tha thứ ở đây là em gái mình không còn để tâm nữa, em gái mình chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Bởi vì trên hết người mà tổn thương nhiều nhất lúc này là em gái mình và con trai của em gái mình, đúng không mọi người? Những cái ngày tháng đau khổ, những cái ngày tháng vô cùng mệt mỏi đó, làm sao mà một sớm một chiều chỉ hai chữ tha thứ mà em gái mình nó có thể quên hết được? Hoàn toàn là không có nha mọi người nhá. Tha thứ ở đây là bởi vì vì con, đôi khi mà mình cũng có thể có một bữa ăn chung và con cảm nhận được hơi ấm tình thương từ cả bố lẫn mẹ. Cái điều đó là em gái mình đang thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ. Tình yêu đến cái lúc này là hoàn toàn không có nha mọi người nhá. Thậm chí là cái ngày khi mà em gái mình nó cho con của em gái mình đi ăn một bữa ăn ở ngoài với cả chồng của em gái mình, thì ngày hôm đó em gái mình cũng có rủ mình đi ăn, rủ gia đình mình đi ăn, thì bản thân bọn mình nghĩ là ok không sao cả, chỉ muốn sao cho là hai con có thể cảm nhận được cái cuộc sống nó vẫn còn như trước kia, cảm nhận được rằng là bố mẹ hay là mọi người thì vẫn còn bình thường, không có bất cứ một cái câu chuyện to tát nào nó xảy ra để mà phá vỡ đi những cái hạnh phúc mà nó đã tồn tại ở trong cái suy nghĩ của những đứa bé non nớt như vậy. Nhưng khi mà bọn mình đi đến cái nhà hàng đó để ăn thì có một cái người này, tóc của họ chỉ khoảng ngắn đến như thế này thôi ạ. Và cái người này mình biết họ là ai luôn, mình biết họ là người Việt và mình biết cái bạn đó đang sống ở đâu luôn. Thì bạn đó mới lấy máy ra, bạn ấy chụp ảnh bọn mình, rồi bạn ấy đem cái câu chuyện này đi, bạn ấy bàn tán đồn đại rằng là ồ cái con này nó chỉ đem cái câu chuyện này lên mạng để mà nó câu view thôi, để mà nhận được rất là nhiều viral, để mà nổi tiếng. Thì mình xin thưa là không nhá, mình cũng chỉ cảm thấy là cái bạn đó ấy thực sự là hơi nhiều chuyện một tí, tại vì thực sự là họ không có ở dưới cái gầm bàn ngày hôm đó và họ cũng không biết rằng là cái câu chuyện giữa bọn mình nó là như thế nào. Và đối với việc mà chỉ nhìn qua một cái sự việc và đánh giá nó xong rồi đi lan truyền nó ấy, thì đối với mình người đó là hoàn toàn không có học nhá. Đương nhiên là hành vi đó mình không thể nào mà cấm đoán họ được, nhưng mà nhân đây ấy, trên cái video của mình ấy, mình cũng muốn đính chính lại một việc như vậy, đó là khi mà em gái mình nó chấp nhận cái việc tha thứ thì cái việc tha thứ ở đây ấy, nó không phải là quay lại và nó cũng không phải là không ly hôn hay là không ly dị hay là không ly thân. Mọi người không nên suy diễn cái chữ tha thứ nó thành ra như vậy, mà tha thứ ở đây đó là em mình không còn để tâm nữa, em mình không còn muốn phải đôi co, không còn muốn phải tranh đấu tất cả mọi thứ, em mình chỉ muốn có một cuộc sống bình yên nhất có thể cho con trai của em mình. Đó là đôi khi có thể vì con mà ba cả mẹ sẵn sàng cùng con đi đến chỗ này chơi một lúc để cho con cảm nhận thấy rằng là ba và mẹ vẫn còn rất là nhiều tình yêu thương dành cho con, hoặc là đôi khi chỉ là cho con đi ăn chung một bữa cho con cảm thấy vui, có cả bố cả mẹ. Điều đó có gì là sai không mọi người? Mình thấy là không nhá, mình thấy em gái mình hoàn toàn là một người mẹ vô cùng có trách nhiệm. Và mình phải nói thật đó là cho dù ấy, cái xã hội này nó có lớn đến đâu ấy, thì cái môi trường mà mình đang sống thực sự nó rất là bé, quanh đi quẩn lại thì chúng mình cũng sẽ lại gặp nhau. Cho nên là nếu như mà cái câu chuyện nào đấy ấy, nó bị đồn đại đi ở một cái xã hội lớn, mình không có quan tâm, nhưng mà nó mà đồn đại ở trong một cái xã hội bé như là cái nơi mình sống thôi ấy, thì mình bắt buộc phải lên tiếng về những cái việc đó, tại vì ấy, gì sai sự thật ấy thì đáng được lên án nhé mọi người nhé. Và mình cũng chỉ muốn nói với bạn kia một câu như thế này, đó là ấy, đời người thực sự là không có quá dài, nhưng nó cũng không hề ngắn một tí nào. Quanh đi quẩn lại rồi em sẽ gặp lại chị à. Cho nên là mình đừng có đem câu chuyện của người khác ra để mà mua vui cho bản thân, để mà kiếm thêm chuyện để mà nói với người khác nhé chị nhé. Chúng mình đều là người quen với nhau cả, cho nên là em hy vọng là chị sẽ tôn trọng bọn em và bọn em cũng sẽ tôn trọng chị nhé. Ngoài ra đối với mình ý, tất cả những cái lời nói phù phiếm ấy đều cần phải có bằng chứng nhá. Còn những cái lời nói mà vô căn cứ bịa đặt thì từ giờ ấy, mình cũng sẽ không quan tâm, mình cũng sẽ không có muốn đi giải thích quá nhiều về những cái điều đó. Tại vì mà trong quá trình mình làm cái series này ấy, thì thực sự là mình phát hiện ra một chuyện như thế này. Thì cái chuyện này nó là cái câu chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến mình, nó khiến cho tinh thần của mình bị trùng đi vài nhịp khi mà cái câu chuyện nó đang ở cái mức cao trào rất là lớn. Và thú thật với mọi người rằng là ấy, mình đã phải nhập viện đến 2 lần bởi vì là quá căng thẳng và stress. Và như mình đã nói ấy, thì ngay từ đầu không biết là mọi người nhận định về mình như thế nào, nhưng mình là một người thực sự là rất là quan tâm đến gia đình. Đối với mình ấy, gia đình là một cái gì đó nó vượt lên trên hết tất cả mọi thứ, và mình sẽ phải đặt gia đình của mình lên trên hàng đầu, đặt lên trên tất cả mọi thứ mà mình đang làm, đang có và sẽ làm. Và sau 2 cái lần nhập viện đó của mình ý, thì bản thân mình cũng suy nghĩ rất là nhiều rằng là thực sự là mình có nên tiếp tục cái series này hay không. Rồi bản thân mình cũng cảm thấy hơi có lỗi với gia đình của mình một xí. Chồng của mình thì luôn luôn bên cạnh mình trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đương nhiên là anh sẽ không bao giờ để mình chạm cái mức quá là nguy hiểm, chạm cái dấu mốc cảnh báo rằng là mình cần phải dừng lại mọi việc, mà chồng mình sẽ luôn luôn kịp thời ngăn cản mình trước khi mình chạm phải cái vạch đó. Cho nên là anh cũng tư vấn và khuyên mình rất là nhiều. Thì bản thân mình sau khi mà nghe những cái lời đó từ anh ấy thì mình cũng
có được cái suy nghĩ của riêng mình và mình cũng đã có được cái quyết định của riêng mình. Mình sẽ tiết lộ cái chuyện đó ở video phía trên nhá. Và đó chính là lý do to lớn nhất mà mình tạm ngưng cái series của mình lại. Hy vọng mọi người sẽ đón xem và thấu hiểu cho mình nhá.